nó sẽ đi hướng từ ngoài sa mạc vô. Thôi đi 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 đi, chạy ra đi, tất cả mọi người đi ra khỏi đây đi rồi tính tiếp. Đốt rừng mọi người ạ. Nếu mày làm thế này thì sao vậy? mẹ ghét cái ông kia thế là tự dưng tha một đống con này về đây. Lắc ơi là con gì à, con đốm đốm. Mẹ mày dắt nó về đấy chỉ không biết, tí tôi giết hết. Ao tí đi, ao tí đi, Quỳ Bù Chúa. Ao tí đi em, đừng để tụt não. Nhưng anh này về nơi, nhưng anh ao tí đi, tí nữa anh cho anh cứu chưa. Ở trên. Anh em đi ra khỏi nhà đi. Đi đi mọi người ơi, đi đi mọi người ơi. Con dậy cho anh, con dậy cho anh. Để em đi tìm vòng vòng coi nó Em đâu. nên đi được rơm nhá. Đi ra chỗ em ping này này, mọi người đi đâu đấy? Ui rồi. Rồi chết cha rồi, rồi xong rồi. Đi xuống dưới, đi xuống dưới, đi xuống dưới, không phải đi trên Ô, này. chạy sẵn đường ý đi anh ơi. Đã ra đấy rồi thì chạy thẳng sâu vào anh ạ. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Đi lên tới cờ màu trắng ở trên á. Lá cờ màu trắng ở trên á. Ok, em lên đượm đượm rơm nha. Không sao, em đi được ở nhà được rồi. Ừ, cứ ở xa kìa. Đừng quay lại nha. Ông gì kia đừng quay lại nha, đừng quay lại. Đừng quay lại, bỏ Tao nhà không đi. làm hết. Thì em đang đi qua lớp cổng. Không. Trời ơi, nhà anh không mày. Ừ, đã bảo đứng ra đấy mà. À, ừ, ra đấy cho nó giết nhẹ đi. Nên không nhỉ? Cái Ở đấy gì? Nó nhà nó của nó đi cái tổ Jojo, nhẹ của tôi đi. nhà nó của Tổ Jojo. nhẹ. Thằng thằng Trời ơi, ADK cho bị con gì nhẹ đấy? nó quánh. Thằng ADK bị sao đấy? ADK chạy lên trên Trời là ơi, lên. trời. Con nhẹ con nhẹ của tôi xong quýnh được mấy con này, bị con to đùng đây. Con nhẹ tôi mới là cấp bé mà mới là Rồi. mới mới là cấp 1 mà. Ủa, có cháy rừng không vậy? Thôi chặt cái cây này đi. Bà đói à. Rồi nó kêu anh rồi, nó kêu anh rồi, nó kêu anh rồi. Kêu anh đây. Nó kêu anh rồi, nó gừ gừ anh rồi. Anh em mọi người, anh cứ ở đấy đi, anh cứ ở đấy đi, đợi một chút em về em lấy đồ xong em chạy ra chỗ anh. Nó gừ anh rồi, nó gừ anh rồi. Anh cứ đi tí xíu, anh cứ đi vòng vòng xung quanh đây được không sao. Để nó spam vào chỗ anh là được. Tại em không nghe thấy gì cả. Rồi nó kêu anh rồi, nó kêu anh rồi, nó kêu anh rồi. Anh là người được chọn rồi. The chosen one rồi. The one. Đâu, the chosen one chứ. The one thôi là người được chọn rồi em. Dạ. Ừ, trong tiếng Anh đó. Đừng 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 à, ba à. Ở hiện ở hiện Em lên trên đây làm gì nữa? né cái nhà ra là được. Mày ra chỗ đó để mà bố nó phá nhà của mày hay gì? Công nhân đi. Chỗ này đây là đám lửa nhỏ hơn. Mày đừng có Chỉ điên nó quá. spam. Xin spam ở những chỗ có lửa mà những người được khè nữa. Em cũng nghe thấy rồi. Đây rồi, nó đây rồi, nó đây rồi anh ơi. Không phải chạy nữa đâu anh ạ. No, 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 Chào no. mừng. Chào mừng mày đến với thế giới của tao có mặt lờ. Có đánh không hay là Thế đi giới của farm? mày. Đánh chứ anh. Đánh này, đánh đi anh em, Thế đánh giới đi, của mày đánh đi, thì đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Coi đánh nhanh mà. né nha. Trên giam bao. Nó giơ tay phát thì chạy ra luôn nha. Giơ tay Sói nó lên kia. nào. Nắm lấy cái vai. Mấy Nắm ông lấy đánh cái sói đi, mặt. mấy ông đánh sói thì tôi đánh Chạy đi mắt thường, thôi. chạy đi thường, chạy đi thường, chạy đi thường. Ủa sao bé không nát? Tránh xa em ra, tránh xa em ra. Tôi không có giáp nè, mọi người đánh đi. Tránh xa ra mà, đã bảo mấy ông. Thường đừng có đánh nữa Thường ơi. Chạy đi em, chết giờ. Sói nhỉ, sói đang đến đấy. Chó đâu, chó đâu. Nhưng mà đánh bot kìa nhân kìa. Trên Em Discord không có có bát giáp á. hết. Ý giờ Không có giáp mà nó đánh cái chết à. có giáp lửa nè, nhưng mà mang vô cái là cháy rừng. Mình tí mình xong thì mình Chó kìa mọi người, chó chó. Chó chết mẹ rồi, chó đi. Lửa 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 mọi người ạ. Lửa Đây lửa này, con lửa lửa này lửa. để tôi giúp con bot đánh con sói cho. Rồi, vô tứ mà. Sao lại sao lại? Đó, thế là xong. Rồi. Ừ. Sáng rồi, sáng rồi, sáng rồi. Bấm một ngày rồi mà. Ôi, giờ mặc giáp vô coi là Rồi, con bot đánh cháy con rừng. sói rồi, con bot đánh con sói rồi. Nó mình Đó. mẹ ngư ông đắc lợi thôi. Ông đắc lợi. Thừa nước đục thả câu ngay. Bỏ con câu xuống. Sao con chó nó vẫn dữ vậy? Ôi đậu phộng cái gì đây? Quýnh 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 đó.
Xong rồi tí nữa đi farm đi, làm đồ đi, là tí còn đánh con Dragonfly. Em còn một máu à? Ủa giết thì xong bot rồi á. Game nè. Đúng thích, đúng thích, đúng thích. Thịt, 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 thịt. Thịt. Cái con mắt đó được rồi, con mắt đó đưa cho anh thử ơi. Đưa con mắt cho anh thử ơi. Cái gì hả? Nhặt lên con sói nó ăn, con sói ăn con mắt đấy. Ok, về bay thôi. Về bay thôi, về bay thôi. Đi giết boss. Giờ đi farm đi, đi đập đá đi, mọi người đi làm kiểu này, đi đập đập nhiều cái băng tuyết về. Ai rảnh đi đập băng tuyết đi. Ui chết rồi, em tuyết. Em chạy. Em chạy qua chỗ chỗ lợn. Làm sao? Băng tuyết đó, cứ đập hết băng tuyết mang về đi rồi đi farm đồ ăn lại lên. Ok. Về đi, về đi, về mọi người. Em mà dạng này thì chạy nhanh thôi rồi. Em farm nhiều lắm nhưng mà em để kho trong con nhà. Để trong rưa, để trong cái để trong tủ lạnh á. Rưa là đủ đâu. Không bao giờ đủ hết trơn á. Với cái team này thì mà cứ farm vậy mày mấy trăm cái thì mày ra. Tại một lần nóng mất ba cái mà. Một tí là hết à. Anh cũng đi farm đây, anh cũng đi đây. Mấy ông cứ tính sơ sơ là ba cái được một đồ ăn đi. Thì mấy ông phải farm ít nhất 300 cái mấy ông mới nấu được 100 món ăn. Mà từng này người. Cái đó là mới chỉ là trong vòng mấy ngày thôi, mới chỉ là mấy ngày thôi chứ chưa phải là tháng đâu. Để đánh nhau cái. Ủa nãy chơi nãy xong vụ ông boss đang quýnh rồng này. Không, nó không đánh, nó ưu tiên đánh những người chơi thôi. Ồ, nha. Yeah. Tự quánh được nhé. Mới lại con rồng ra nó khẹt cho cái là chết cả đám mà. Không, cho nó quýnh với con boss. Thì con boss rồng đó, The Dragonfly đó. Thì đó, nó không có đánh, nãy nó không có đánh, nó không có đánh. Không, mà đánh không được nó đâu. Sao ập? Đập được thì đánh. Đập được thì đánh chứ mẹ ăn nói. Tao chán tất cả muốn nói gì nói luôn. Đánh không được thì đập. Ok. Đi ngủ sớm vậy? Chắc anh nó về không đéo cho nó chơi. À, lại dập dình rồi. Sập dình, chốc luôn đen rồi. Anh nó sập sình, anh nó sập sình sợ nó chơi làm ảnh hưởng đến mẹ quá trình sản xuất em bé. Đó, ai vô chặt rừng đi kìa. Tí nữa xuất hiện ra con ấy. Quá trình giao phối và kết hợp. Ai rảnh chặt rừng đi. Chặt rồi xuất hiện ra con đấy. Nguyên khu rừng nè. Ok thấy rồi. Em ăn đồ ăn về. Không biết có xuất hiện được không thôi. Được. Từng ngày cây mà. Đấy xong thì tôi làm cái xẻng đào hết.